Khánh Thi nhuộm đen trang cá nhân, thái độ u uất khó hiểu, dù chỉ mới sinh con. Cộng đồng mạng hoang mang tột độ. Bà xã Phan Hiển vừa có hành động gây hoang mang dư luận khi bất ngờ nhuộm đen trang cá nhân, thái độ u buồn khó hiểu, dù chỉ mới sinh con cách đây vài tuần. Cư dân mạng lập tức gặng hỏi, nhưng cô vẫn giữ trạng thái im lặng. Nổi kiện tướng Dan Sport Khánh Thi, bà xã của Phan Hiển, vừa có động thái lạ trên trang cá nhân, khiến toàn cõi mạng phải đồng loạt hoang mang tột độ. Không biết điều gì đang xảy ra khi cô bất ngờ nhuộm đen trên trang cá nhân. Chưa hết, Khánh Thi còn có dòng trạng thái thể hiện sự u buồn, khó hiểu, dù chỉ mới hạ sinh con thứ ba cách đây vài tuần. Dân tình đồn đoán cho rằng có thể bà xã Phan Hiển đang gặp phải chuyện buồn. Theo đó, rạng sáng ngày 26 tháng 9, Khánh Thi đã bất ngờ thay đổi hình ảnh đại diện trên tài khoản mạng xã hội cá nhân thành hình ảnh có màu đen kịt. Thêm nữa, nữ kiện tướng Dan Sport còn viết thêm một dòng trạng thái khó hiểu bằng tiếng Anh, unlucky and bad, tạm dịch đen đuổi, tệ hại. Động thái này của Khánh Thi khiến nhiều người lo lắng, không chỉ những người hâm mộ mà ngay cả bạn bè đồng nghiệp cũng đều vào để hỏi thăm, động viên tinh thần mẹ bỉm. Trước sự quan tâm của dân mạng, bà mẹ ba con vẫn chẳng cách im lặng. Nhiều người cho rằng có thể cô đang bận lo chuyện gia đình khi nhà có chuyện nên chưa thể giải thích và nói rõ với mọi người. Trước đó cách đây vài tuần, Khánh Thi cũng đã vừa hạ sinh thành công em bé thứ ba cho gia đình. Em bé nặng 2,3 kg và chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 9 tháng 9. Lộ diện sau lần sinh con ở tuổi 41, Khánh Thi đã gây ấn tượng vì thần sắc tươi tắn và rạng rỡ. Ba mẹ ba con nở nụ cười hạnh phúc trong vòng tay chồng và các con. Hiện tại Khánh Thi chưa tiết lộ tên và giới tính của em bé. Khánh Thi Phan Hiển tổ chức hôn lễ hồi đầu tháng 12 năm 2022, dù trước đó đã có hai con và chung sống như vợ chồng 7 năm. Họ vẫn cảm thấy như vợ chồng son khi cùng lên kế hoạch cuộc sống tương lai, chuẩn bị cho việc sinh em bé. Hiện những động thái khó hiểu của Khánh Thi trên trang cá nhân vẫn đang gây xôn xao cho dư luận. Cộng đồng mạng thì liên tục ngóng chờ lời lên tiếng chính thức từ phía nữ phủ công, giải đáp thắc mắc trước những sự tò mò, đồn đoán từ phía cư dân mạng.